nào bạn ơi ta giúp đỡ nhau, ta hành động cùng ca, cùng đồng lòng ta luôn có nhau, ta hành động cùng ca, cùng tham gia những chuyến phiêu lưu. Bất chấp mạo hiểm gian nan, ta sẽ luôn sẵn sàng, luôn trau dồi những tri thức, dễ mến với trưởng thành. Vững niềm tin với đồng đội, câu đầu kia dễ thôi. Phóng tầm mắt đến nơi khác, nhanh nhanh ta xuất phát. Đợi mọi thắc mắc với trí thông minh, dù gặp thử thách cũng chẳng một mình. Ngày hôm là những người có sức mạnh và can đảm. Nhà bạn ơi ta giúp đỡ nhau, ta hành động cùng ca, cùng đồng lòng ta luôn có nhau, ta hành động cùng ca, cùng tham gia những chuyến phiêu lưu. Đội thám hiểm cùng con. Đồ ấm áp cố lên, cố lên đi. Cô ấm áp nhất định có thể vượt qua khoảng cách này. Không sao đâu, cậu ráng luyện tập thì nhất định sẽ làm được. Mình chưa từng nhảy bậc xa thành công lần nào, thế nào ngày mai mình cũng thi rớt cho mặt con ấy. Chú Voi Công Bằng, chú có cần con giúp gì không? Cô ấm áp à, cô tới đúng lúc quá. Chú phải đem số hàng này vào trong kho. Vậy con ở đây canh máy thu hoạch giùm chú nha. Cảm ơn con. Vậy chú giao chỗ này cho con nha. Dạ. Con sẽ không chơi đùa với các bạn nữa đâu. Con sẽ lay bệnh cho các bạn ấy. Không có đâu. Con cầm đi. Con có thể yên tâm chơi với các bạn rồi. Con cảm ơn mẹ. Mình làm mất bao tay rồi, phải làm sao bây giờ? Ấm áp à, gần chỗ của con có người cần giúp đỡ, ông sẽ gửi vị trí cho con. Con biết rồi. Là ở trong xe. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với, tôi bị mắc kẹt rồi. Cậu chờ một chút, cậu đừng sợ, mình sẽ tới cứu cậu. Khởi động máy quét. Cậu bị mắc kẹt trong đường ống rồi. Mình sẽ giật cứu cậu bằng chỗ này. Kêu theo bảo vệ. Thu nhỏ. Biến thân. Cậu bị thương rồi. Mình dán băng keo cá nhân cho cậu nha. Đừng đụng vào tôi. Trên người tôi có độc.
Cậu đụng vào tôi thì sẽ bị nhiễm độc. Tôi không muốn làm hại người khác đâu. Cậu đừng lo, mình có đeo bao tay nên không sợ bị lây nhiễm đâu. Lúc trước mình cũng có bao tay nhưng mà mình làm mất rồi. Không sao đâu, mình nhất định sẽ tìm được bao tay của cậu. Bây giờ mình đi băng bó vết thương cho cậu. Dán xong rồi. Cảm ơn cậu, cậu là... Mình là cừu ấm áp của đội hành động cừu con. Sao tự nhiên máy thu hoạch lại ngừng vậy chứ? Cừu ấm áp à? Chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Mình thì sẽ bị thương đó. Mình chỉ làm người khác bị thương thôi. Ai ai cũng sợ mình hết trơn. Mình không muốn tiếp tục như vậy nữa. Mình không sợ. Hả? Chuyện đó không quan trọng bằng mạng sống của cậu. Hả? Cậu đưa tay cho mình đi. Dù xảy ra chuyện gì mình cũng sẽ cứu cậu ra ngoài. Bởi vì mình là bạn của cậu. Cậu ấm áp. Cừu ấm áp à, lối ra kìa. Nhảy. Nhảy. Hay à. Cậu nhảy đẹp lắm.
Cảm ơn cậu nha, ít cà chua. Hả? Chúng ta có thể đi theo cái bình kia để đi ra ngoài. Đi từ chỗ này. Nào. Xin lỗi, tay cậu có sao không? Không sao đâu, mình xức thuốc là khỏi thôi. Để mình xức thuốc giùm cậu. Cảm ơn cậu cứu mình ra ngoài. Ủa? Hả? Mình có cách rồi. Vậy là sau này mình không lây độc cho bạn của mình nữa. Cảm ơn cậu nha cậu ấm áp. Các bạn ơi. Ây dạ chua, cậu đã đi đâu vậy? Đây là người bạn mới của mình, Cừu ấm áp. Chào cậu, chúng ta cùng chơi chung đi nào. Được thôi. Ủa? Cừu ấm áp, lúc nãy con đi đâu vậy? Con đi giúp một người bạn mới. Hả? Cậu ấm áp, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Mắt nhìn thẳng về phía trước, hạ thấp trọng tâm, nhảy. Thành công rồi.